Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin chia sẻ với các bạn một cái bộ khoan sạc. Những bộ này rất hữu ích trong quá trình các bạn tháo máy hoặc là vặn vít các cái mạch điện tử. Đây là cái bề ngoài, ở trong mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Đây. Bên trong thì kèm các cái đầu vít bè này, vít bốn cạnh này. Đây là khoan này, mũi khoan này. Các cái đầu này thì sử dụng rất linh động, các bạn có thể cắm vào các đầu trục. Đây. Đấy, này có 5 châm. Ở đây thì bộ này thì khoảng 46 cái chi tiết với dụng cụ vít. Bên trong thì có nguồn này. Nguồn này nguồn sạc cho pin này. Nguồn này là nguồn 6V 300mAh cắm 220. Đây là khoan. Đây có hai nấc quay trái này, quay phải. Đấy. Trong này nó có pin rồi. Điện áp của nó dùng khoảng tầm 44,8V Ron max. Trên này nó gắn kèm theo hai cái mũi phụ, tức là các bạn mà trèo lên cao dắt hai cái này vào đây tiện. Đây có đèn pin này. Đấy. Đèn pin để chiếu sáng. Cái này có ưu điểm nữa là các bạn có thể xoay. Đây, xoay nó này. Gạt lên. Đấy. Rất là tiện. Muốn xoay lại thì phải kéo khớp. Đấy. Đấy, rất là nhiều chiều. Mình sẽ lấy một cái mũi. Đây, đây có thêm một số cái màu đầu. Dự các bạn muốn nó có 5 châm. Đây là chụp. Chụp. Đây. Này thì nó có một viên bi lẫy. Đẩy mạnh này. Đây. Rất là khỏe. Đấy. Các đầu khác thì cùng sử dụng tương tự. Đây mình sẽ vít thử nhé. Đây mình chọn cái vít 4 này. Đây gắn vào đây luôn. Đấy. Muốn dài này thì các bạn chọn các cái đầu này. Dài hơn. Vít thử cái ống nghiệm. Bấm dưới. Bật tận vào, bấm đều tận ra. Điện áp của nó là sử dụng 4,8V. Đầu sạc thì các bạn có thể cắm vào đây. Khi hết pin. Đến mức kiểm tra pin. Bấm này mà gần hết vạch đỏ thì là gần hết điện. Đây đang full điện. Rồi. Vừa qua mình đã hướng dẫn các bạn một cái bộ khoan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.